muốn 2024 là một năm bùng nổ của đồ nóng mình lên thôi. Và bao nhiêu bạn muốn 2024 ghi dấu những cột mốc lịch sử lớn nhất của bản thân mình và gia đình thì giơ tay và nói. Điều đầu tiên là một bài gửi chúc rất là quý báu đến gia đình của các bạn, những người đã đỡ đơn, những người đã luôn nhận theo ủng hộ chúng ta. Hôm nay vì sắp countdown là ba kỳ quật thứ nhất á, Cảm, Tiêu và Tích hiểu chỗ này không nè? Mình sẽ đón bắt đầu từ giây phút này, thời khắc này và năm mới này phải là của mình. Ok. Yesterday, now's the time for us to say